Ủa hôm nay hả chị? Cái thằng này chị cũng quên nữa hả? Chị đã nói là bữa nay em phải đi gặp Hứa Mỹ Kim, vậy mà cũng quên nữa. Em nhớ rồi, em giỡn với chị thôi, em nhớ mà. Nhớ rồi, tên gì? Tên gì? Chị tên gì? Tên gì? À, tên là... Cái gì? Hoàng Hóa Sinh Kim. Hóa Sinh Kim nè. Tên gì? Cao Mỹ Kim. Cao Mỹ Kim. Khoan. Tên gì? Nhanh nghe một từ thôi. Hứa Mỹ gì? Hứa Mỹ Thuận. Hứa Mỹ Thuận. Cái gì mày? Cái gì miền Tây hả? Chứ hứa gì? Hứa gì? Hứa gì? Tính cầm gì ông Công hả? Hứa gì? Hứa gì? Em... Hứa Mỹ Kim. Rồi, biết rồi. Hứa Mỹ Kim. Đúng không? Dạ, chào anh. Anh có phải là Đỗ Tiến Sĩ không ạ? Cho tôi ly cà phê đen. Anh có phải là Đỗ Tiến Sĩ không? Tôi nói cho tôi ly cà phê đen đá. Dạ, em là Hứa Mỹ Kim đây. À. Dạ, anh làm ở Bệnh viện Quốc tế Nam Sài Gòn phải không? Em nghe nói bác sĩ bên đó giỏi lắm á. Em có ông bác á, ổng đi mổ cuộc sống bên đó mà về ổng khen hoài à. Nhân viên bên đó nhiệt tình, dễ thương, thân thiện nữa. Bởi vậy ổng về ổng kêu nhà em ai mà bị bệnh là qua đó khám. Y hệt như một cái khách sạn vậy đó anh. Còn em không phải là bác sĩ như anh, nhưng mà trước đây em có học được một cái phương pháp thôi miên. Tuy là ổng phải học chính quy thôi á, nhưng mà em thấy thú vị lắm. Anh lại gần đây em giữ. Bây giờ á, anh nhìn vào lòng bàn tay của em nha. Anh tập trung vào lòng bàn tay của em thôi và đếm theo em nha. 1 2 3. Cô gì ơi? Dạ. Mắt cô. Mắt em sao anh? Đẹp quá hả? Trời ơi, ai cũng nói em vậy hết trơn. Ai cũng nói mắt em đẹp hết trơn á. Mắt cô có vấn đề. Vấn đề hả? Sao mà có vấn đề được? Em rất là bình thường, mắt em sáng tự nhiên. Dạ cô vàng quá. Triệu chứng của bệnh gan nặng lắm. Dạ không anh ơi, em không có bị bệnh gan đâu. Sức khỏe em tốt lắm, em vừa đi khám sức khỏe xong mà. Nước tiểu cô dạo này sao? Dạ nước tiểu em cũng bình thường. Không, coi thử nổi bong bóng không. Nước tiểu của em nhất định chắc chắn là sẽ không có một cái bong bóng nào ở trong đó hết. Em đi toilet nha. Tiện thể coi có bong bóng không nha. Anh ta dám nói bị mắc bệnh gan không đó chị? Anh ta là bác sĩ thì bác sĩ chứ. Trời ơi, em không thể chịu nổi luôn đó. Anh đến đây đâu phải để khám bệnh cho em đâu. Anh ta quá đáng lắm luôn á. Pha đi mọi người ngay trái và chuyền vào rất tốt. Huy Hùng đã ghi bàn. Anh đang làm gì vậy? Phan Văn Đức là... đang xem bóng đá. À, xem bóng đá hả? Trận cầu này quan trọng lắm, phút 87 rồi. Thì quan trọng anh cứ xem đi. Có phiền em không? Mà trận bóng đá là 90 phút hả anh? Sút đi. Cái trận này là 90 phút hả anh? Trời ơi, sút thì không lo sút. Có đánh nguội người ta, hay vàng thấy không? Đánh nguội hả? Làm gì vậy? Cái này là tôi tạt nguội anh đó. Anh tưởng anh là ai vậy? Anh chảnh vừa thôi chứ. Ủa tôi có làm gì đâu. Từ cái lúc mới vô đây á là anh đã nói tôi bị bệnh gan của tôi đã không mơ anh rồi. Còn nước tiểu bong bóng nữa chứ. Bong bóng cái gì ở đây? Không phải, cô có bệnh gan thì cô phải tới bệnh viện chứ. Bớt vô viên đi. Dạ em nghe nè. Alo. Dạ em có nhớ tối nay mình hẹn hò đi ăn đồ không? Em nhớ chứ. Ừ vậy nha, gặp nhau chỗ cũ, không gặp không về. Ừ. Hẹn hò đồ, đi ăn đồ, đang gặp bồ phải không? Chịu người ta quan tâm làm cái gì? Đây là chắc do đấu đá mà ra phải không? Đấu đá gì? Thì đấu đá Diễm My. Vậy mà nói là không quan tâm tới con gái mà sau lưng ghê thiệt.
Bộ ông đang cặp bồ với Mì hả? Nói cho bạn bè mừng coi. Thôi khỏi, cảm ơn nhiều nha. Không cần quan tâm, không cần chúc mừng đâu. Vậy nha, bye bye, đi trước đây. Ờ nè nè nè, tôi tính bỏ chạy hả? Bỏ chạy gì đâu, bỏ chạy, vậy nha. Rồi còn tâm ý thì sao? Tâm ý cái gì, treo dùm nha. Đồ bay bướm. Thế anh tới vui vậy luôn hả? Tính nhào rồi ôm đúng không? Ừ, vui lắm. Tại ngồi đợi anh cả buổi luôn. Đói bụng muốn chết nên thấy anh tới mừng vậy lắm. Em muốn ăn gì? Gần đây có lẩu không ta? Sao tự nhiên thèm lẩu ghê luôn á. Lẩu hả? Hình như là có. Ừ, thì đi ăn lẩu ha. Mặt em dính gì vậy? Mặt em đâu dính gì đâu. Tự nhiên mặt em bị phù. Em ngủ nướng cả ngày đúng không? Nó có. Sao bị phù á? Có đâu. Tay em cũng bị phù hả? Xem bóp bóp rồi vậy. Thôi em đâu có bị phù gì đâu. Thôi mình đi ăn đi, em đói bụng quá à. Đi, đi ăn anh. Nghe anh nói nè. Hả? Dạo này em thấy trong người không được khỏe đúng không? Rồi hay bỏ bữa đúng không? Em thấy trong người em hoàn toàn bình thường, không có gì hết trơn. Em ăn được, ngủ được. Vậy mà mình đi ăn được chưa? Em nói bụng lắm luôn á, anh đừng có coi là bệnh nhân của anh nữa được không? Đi ăn hả? Hả? Ồ, vậy mình vô căng tin bệnh viện ăn nha. Em sao hẹn nhau đi ăn uống mà tự nhiên bắt em vô đây làm chi vậy? À, bây giờ trước khi đi ăn á, mình làm một mẫu kiểm tra nhỏ rồi mình đi ăn nha. Kiểm tra cái gì nữa? Nè, em vô trong nhà vệ sinh á, em lấy nước tiểu đi để em xét nghiệm rồi mình đi ăn. Thôi tự nhiên em không lấy đâu. Nè, nghe lời anh đi, lẹ lên nhanh lắm. Thôi tự... Ở đây là bệnh viện, anh là bác sĩ, em nghe không rõ hả? Ủa sao tự nhiên anh dắt em vô đây, anh là bác sĩ, anh là kêu là bệnh nhân của anh chi vậy? Nghe lời anh đi, mình xét nghiệm. Mà nghe anh dặn nè, chỉ lấy 3/4 thôi nghe chưa. Mà để cho kết quả tốt nhất á, em bỏ nước đầu, anh lấy nước giữa thôi, hiểu chưa? Lẹ đi. Không lấy đâu. Ngoan nghe lời anh đi, anh đói bụng lắm mình nè. Mọi người trong đó cũng đang đói bụng lắm á. Đi, lẹ, ngoan. Nha, nhà vệ sinh luôn đó. Anh bị bệnh nghề nghiệp hả? Đi đi, nghe lời anh mà. Nhớ nha, bỏ nước đầu, lấy nước giữa thôi. Nè, sao em lâu quá vậy? Đưa anh coi. Thôi. Đưa anh coi. Thôi. Ngại gì, đưa anh coi. Có gì đâu, để em cầm cho. Đưa anh cầm cho, đổ bây giờ. Thôi, em cầm được rồi. Đổ bây giờ, đưa anh coi. Thôi, anh không có cần làm gì hết á. Làm sao? Để anh coi. Nhìn theo mắt thường á, thì bệnh tình của em cũng không đến nỗi nghiêm trọng đâu. Nhưng bây giờ để anh đem đi phòng xét nghiệm anh kiểm tra. Chờ anh chút nha, anh ra liền. Phải kiểm tra. Trả kiểm tra chắc anh. Trả của mà em trả. Mà gì của em, bây giờ nó là của anh rồi. Đấy nha, cứ đợi đi. Bệnh này nghiệp thiệt luôn á trời. Lần đầu tiên hẹn hò nghĩ sao để lấy nước tiểu của người ta. Ủa sao vậy, hẹn hò không thành công hả? Hẹn hò cái gì, nghĩ sao lần đầu tiên đi chơi nha, dắt tôi vô bệnh viện lấy nước tiểu tôi kìa. Vậy đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. À. Anh xin lỗi vì đã bắt em ăn cơm ở bệnh viện. Ngày mai anh sẽ đãi em một bữa lẩu thật ngon nha. Cái gì mà ngày mai đã tôi đi ăn lẩu hả? Mai đi ăn lẩu biết lấy cái gì trên người tôi nữa nè. Đi, đi, đóng cửa. Em tới rồi. Em tới rồi hả? Em muốn gì? Nước cam. Đợi anh chút nha. Nước cam của em nè. Cảm ơn anh. À, có kết quả xét nghiệm của em rồi nè. Khoan nữa. Sao khoan? Em có bệnh hiểm nghèo không? Không. Nếu
chứ không thì thôi từ từ coi cũng được, không sao hết á. Em đang đói bụng, em muốn chừng nào đi ăn xong rồi em coi. Đơn giản mà, kết quả của em chỉ là... Kết quả em sao cũng không quan trọng. Tại vì em đang rất là đói bụng, em muốn đi ăn xong rồi em mới coi. Cho dù em có bị gì chi chăng nữa, em cũng muốn một mình em biết thôi, anh hiểu không? Có gì đâu mà ngại, anh thấy hết rồi. Thì mổ được thừa của em, anh cũng là người mổ. Những gì cần thấy, anh cũng đã thấy, cho nên em đừng có bận tâm nữa. Ý anh nói là bây giờ anh đã biết hết, thấy hết rồi chứ gì, cho nên từ đây về sau chuyện gì của em anh cũng sẽ xen vô chứ gì. Ờ không phải, ý của anh là anh muốn cho em hiểu, em đừng có bận tâm là anh đã biết hay là thấy gì trên người cơ thể của em. Em mới coi như anh là người yêu, là bác sĩ của em. Có sao đâu, đừng có ngại nữa. Anh vừa là người yêu, anh vừa là bác sĩ. Mà có bao giờ anh quan tâm cảm xúc của người yêu anh như thế nào không? Anh nhìn đi, đây là buổi hẹn hò thứ hai của em với anh á. Bạn của em á, nó nôn, nó không biết á, em với anh hẹn hò sao, nó nhắn tin cho em liên tục nè. Mà ngày hôm nay tới hẹn hò với anh cũng như lần đầu, anh không có nói gì về chuyện tình yêu tâm sự gì hết trơn á. Anh chỉ nói về chuyện bệnh tình, bệnh viện của anh không, anh bị bệnh nghề nghiệp, vừa vừa phải phải thôi. Từ đây về sao không đi với anh nữa đâu, đi chơi với anh gì chán quá hả, gì kỳ cục nữa. Không phải, bình tĩnh nghe anh nói cái đã. Buông em ra, anh em xin... chịu hết nổi rồi. Anh xin lỗi, bình tĩnh. Buông em ra. Cô em. Ủa, có chuyện gì vậy? Cổ bị xương đầu năm vô mông. Không có gì, em bình thường, em bình thường. Ông làm em ra ngoài kia đi. Đi ra ngoài đi. Nằm im để anh cắt nè. Không sao, có xương đầu em vẫn sống được. Nằm im để anh cắt. Sắp xong rồi. Anh cắt buồn như sao? Đừng có cắt cái quần của em. Bình tĩnh, sắp xong rồi nè. Không có. Còn miếng nữa, rồi. Đừng. Trời ơi, nó đông vậy thì còn gì là mông nữa. Bây giờ cố gắng chịu đau nha, anh gấp ra nè. Em chịu được rồi, dạ thả em về xã hội đi. Em được. Một cây, cố gắng. Thôi thuốc tê thêm, thêm thuốc tê. Cái này mà cần gì thuốc tê? Thuốc tê. Rồi, im im im. Rồi, em lắc nó gãy đi chính rồi nè. Rồi, gãy kệ nó. Rồi, nằm im. Đủ rồi, đủ rồi. Rồi, hai cây. Còn bao nhiêu cây, em còn bao nhiêu cây nữa? Mười mấy cây nữa, nằm im đi. Được rồi. Chưa lại kỷ niệm, chưa lại cho em kỷ niệm đi. Em nhiên hả? Nó nhiễm trùng bây giờ. Muốn nhiễm trùng được kìa. Đi. Rồi. Đi kìa. Cây. Bình tĩnh. Mi. Em chưa đi liền được đâu. Anh đi ra đi. Anh coi như anh không quen biết gì em đi. Em sao vậy? Còn hỏi sao vậy nữa. Có bạn gái nào mà hẹn hò với người yêu quá lần đầu thì bị lấy nước tiểu, còn lần thứ hai thì bị nhổ vật lạ trên mông ra như em không? Nhờ thử nước tiểu nha. Anh đã phát hiện là thể trạng em rất là tốt á. Anh còn nói gì vậy nữa. Tất cả là cũng tại anh hết trơn á. Nếu như anh không dắt em đi thử nước tiểu thì có buổi phẫu thuật ngày hôm nay xảy ra không? Em có bị xương rồng đâm vô của em không? Có sao đâu, anh là bác sĩ mà, em là bệnh nhân. Nhưng anh thấy cũng đâu có sao. Anh không sao cái gì. Đâu phải ở đây có mình anh là bác sĩ đâu. Mà hết thấy cái này, thấy cái kia, người ta em không có thích vậy đâu. Trời ơi, bây giờ thấy trước hay thấy sau gì cũng vậy. Nhờ anh thấy trước rồi cho nên anh phát hiện ra em vẫn tốt, sức khỏe vẫn mạnh mẽ. Thì dám như vậy được đó hả? Thử cái mông anh bị gì coi. Em thấy của anh á, anh có dám không, anh dám tự tin vậy không? Em nói gì vậy? Mông anh không bị đau, nếu như mông bị đau anh... Anh cũng cho em thấy nữa. Không sợ đúng không? Không sợ. Mông anh mà đau là anh cho em coi, anh không sợ gì hết. Bình thường giống như mà em đau em cho anh coi. Ồ, anh đau vậy cho hả? Coi. Em làm gì hả? Đau mông chưa? Đá gì mà không đau hả? Đau hả? Cho coi mông đi. Thôi đừng. Cho coi.
anh vừa mới nói á, anh vừa mới nói mong đau là chắc. Ấy, này chỗ làm của anh ấy. Chuẩn bị phòng cấp cứu lại. Giấc mơ làm giàu thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.